chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào anh Vũ. Anh chào Kim Thảo. Anh Vũ ơi, vừa rồi có một chị khán giả gửi mail và do chương trình chia sẻ rằng là bình thường chị hay cho tiền con để ra ngoài ăn sáng, nhưng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì chị muốn là mình sẽ nấu bữa ăn sáng cho con tại nhà luôn, mà chị có mấy món nấu đi nấu lại hoài cũng chán, cho nên là mong muốn các đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hướng dẫn cho chị thêm vài món ngon vừa dễ thực hiện mà vừa bổ dưỡng để chị thực hiện cho các con của mình ạ. Thưa các bạn, đúng vậy, nếu như chúng ta nấu những món ăn cho những người thân thì chất chứa vô đó không những vị ngon mà còn nhiều những cái tình cảm ở trong đó. Và nhân yêu cầu của chị khán giả này, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn không những ăn sáng, chúng ta có thể ăn bất kỳ trong bữa ăn nào trong ngày. Đó là món bún mì xào tép. Thưa các bạn, để làm món này thì chúng ta cần chuẩn bị mì bún luộc chín một dĩa, 200g tép, hành tây tím nửa củ, cà rốt, cải ngọt, đậu hũ chiên, gũ trắng, ớt băm, đậu phộng rang, dưa kiệu cắt sợi, một số gia vị thông thường và nước tương Phú Sĩ. Đầu tiên thì tép 200g chúng ta làm sạch, cắt bỏ chân cái phần đầu, phần đuôi nhọn. Ướp tép với lại 1/4 muỗng cà phê tiêu, khoảng 1/4 muỗng cà phê muối, cho đầy khoảng 1 muỗng cà phê rượu trắng. Chúng ta ướp chừng 5 phút thôi là tép sẽ thấm gia vị. Đậu cắt miếng như vậy nha. Đây thì cho trong cái tô. Ướp khoảng 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, một xíu tiêu, khoảng 1/4 muỗng cà phê muối thôi. Cà rốt chúng ta cũng cắt sợi, hành tây tím chúng ta cũng cắt sợi. Rồi bây giờ chúng ta bắt lấy một cái chảo để chúng ta xào mì. Chúng ta cho vào đây một chút xíu dầu. Chúng ta nên áp chảo những miếng đậu hũ này trước các bạn. Thưa các bạn, chúng ta nên ướp gia vị và chiên áp chảo đậu hũ để cho đậu hũ được thấm gia vị và thơm hơn nha các bạn. Bây giờ chúng ta phải cho tép vào xào trước nha các bạn. Xào tép trước hả anh? Đúng vậy. Chúng ta xào tép cho chín, chúng ta để qua một bên. Chúng ta cho ra dĩa như vậy. Rồi bây giờ chúng ta mới xào rau, cà rốt và cái thân cải ngọt nha. Dạ. Thưa các bạn, khi chúng ta xào rau thì chúng ta nhớ cho vào đây một ít nước, như vậy rau sẽ chín nhanh và giữ để được nhiều dinh dưỡng hơn. Kế tiếp cho phần rau còn lại vào, xốp nhanh như vậy nha. Rồi chúng ta sẽ cho mì bún chúng ta luộc vừa chín thôi, chúng ta xả qua nước lạnh và cho xíu dầu để thật nguội. Rồi chúng ta cho vào. Thưa các bạn, mì bún chúng ta luộc xong trộn tí xíu dầu để thật nguội, sau đó chúng ta xào thì là mì bún sẽ không bị gãy nát. Bây giờ chúng ta cho đậu hũ và tép vào, chúng ta nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, à xì ngòn hèo. Rồi chúng ta đảo đều lên. Món ăn này sẽ rất là hấp dẫn khi chúng ta ăn cùng với lại nước tương. Chúng ta nêm vào đây nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng canh đường, ớt băm khoảng 1 muỗng canh, dưa kiệu khoảng 1 chén. Cho vào đây nửa chén nước lọc, nửa chén nước tương Phú Sĩ. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn ra dĩa thôi các bạn. Cho để đậu phộng rang, thả vài cụm ngò. Thưa các bạn, thế là chúng ta đã hoàn thành xong món bún mì xào tép. Rồi bây giờ mời em thưởng thức. Em cảm ơn Vũ. Hình như là nhờ có chan thêm nước tương Phú Sĩ với một cái công thức pha rất là đặc biệt của anh Vũ, cho nên là món bún mì xào tép, sợi mì và sợi bún không bị nát mà thấm vị rất là vừa ăn. Tôm thì vẫn giữ được độ giòn giòn, thịt thì ngọt và săn. Bên cạnh đó thì đậu hũ thì cũng đã rất là thấm vị, kết hợp với các loại rau củ nữa. Thì Kim Thảo nghĩ rằng đây sẽ là một món ăn ngon dành cho buổi sáng và cho tất cả các bữa khác trong ngày luôn ạ. Món này thì rất đầy đủ dinh dưỡng. Mì bún bổ sung chúng ta cái tỷ lệ carbohydrate, tức là đường bột, và cung cấp thêm chất đạm từ trong tôm và canxi, và không những thế còn đạm từ trong đậu hũ nữa, bổ sung dinh dưỡng rất là cân bằng. Cảm ơn tất cả quý vị vì đã đồng hành cùng với chương trình. Và để xem lại món ăn của ngày hôm nay, quý vị có thể truy cập vào trang web mongonmoinay.com. Đến đây thì đầu bếp Thanh Vũ cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại.